Ở đây có một camera. Ở đây cũng có một camera. Thế nhưng đối với những kẻ giáp tâm lừa đảo thì dù có hay không có camera cũng không phải là chuyện quan trọng. Yên tâm, em không phải là tâm lừa đảo. Lấy tâm lừa đảo thì lấy tâm nào. Thôi, yên tâm, em sẽ mua đây, ngay đây, em thấy đang thôi. Đi, nó còn nói, hôm nay có 1,5 triệu à, tầm người ai làm thế. Đến bây giờ, những nạn nhân không biết làm cách nào để tìm ra siêu lừa này mà đòi tiền bán phân. Họ chỉ nhớ rằng siêu lừa này là một anh chàng rất đẹp trai. Đại lý phân bón thuốc bảo vệ thực vật Quốc Hưng ở Pa Pích, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một ngày tháng 9 năm 2019. Bà Nguyễn Thị Tình có thể không nhớ một cách thật chi tiết những gì siêu lừa này đã nói với bà. Thế nhưng camera an ninh được gắn trên tường thì đã ghi lại hết. Yên tâm, em không phải là dân lừa đảo. Nếu mà dân lừa đảo thì lấy tâm nào thì thôi. Yên tâm, em chạy mua đây, ngay đây, em thấy đang qua khỏi nhà ông Tín, em chạy mua lúc nhiêu gửi đó. Ngay chỗ nào? Nhà ông Tín đây, ngay đây là chị yên tâm. Đúng rồi, cũng là chạy đem đưa chị đồng ạ. Không, em đây. Đất đâu? Đất. Đất đất đi làm ở đâu? Trời ơi, anh chở vui cho em là anh biết mà. Chị yên tâm đi. Nếu mà chỗ nào? Em đi vô đúng đấy, của chú Trung ơi. Đây, ngay, đây chú Trung đây, chị yên tâm. Này, em chạy ra liền, em đưa chị. Siêu lừa phân bón này là một người khoảng 40 tuổi đi xe máy Wave màu trắng và theo mô tả của một số nạn nhân thì siêu lừa này cũng khá bảnh bao. Không biết lấy thông tin từ đâu, nhưng siêu lừa này có những hiểu biết rành rọt về những khu vực vườn rẫy quanh vùng. Bằng cách này, siêu lừa lấy được lòng tin của chủ đại lý phân bón. Tại đại lý Quốc Hưng, siêu lừa đã 2 lần mua quỵt thành công với 8 bao phân, tổng trị giá gần 6,5 triệu đồng. Tên đó vô, nói là cho em thiếu 2 bao phân đương bỏ nhưng mà thiếu. Thì khoảng 4 giờ em cầm tiền ra em trả cho chị, còn trễ lắm là 8 giờ sáng ngày mai. Thấy đối tượng rành khu vực này quá nên mình cho thiếu 2 bao ra sáng giờ 8 giờ sáng ngày mai. Thì thấy đối tượng đó vô thì cũng xin là thiếu nữa, nhưng mà gặp chồng mình cũng nói là giống như là rành khu vực này lắm. Thì chồng mình cũng nghe là hợp lý, cho trả thêm 6 bao nữa. Anh ta nói là chiều em đem tiền ra trả, nhưng mà chiều đó không thấy. Sau 2 lần sự việc xảy ra, vợ chồng bà Tình đã nghi ngờ mình bị lừa gạt. Họ đi đến khu vực vườn rẫy xung quanh để xác minh, nhưng hỏi nhiều người đều không biết. Sau 2 lần mua chót lọt, siêu lừa vẫn tiếp tục quay lại quán và muốn tiếp tục mua phân bón. Thời điểm này, bà Tình chỉ có một mình ở nhà nên không dám giữ người vì sợ bị phản kháng. Biết bị lộ, siêu lừa đã nhanh chóng tẩu thoát. Không chỉ có cửa hàng Quốc Hưng mà siêu lừa này còn ghé thăm đại lý phân bón thuốc bảo vệ thực vật Tiến Vân tại ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Camera của cửa hàng đã nhận diện được siêu lừa cùng chiếc xe Way màu trắng biển số 93P1-97590. Nó hỏi giá nhiều, chú nói 2 bao này là 2 bao là 1,5 triệu. Thì chắc lên xe nó rồi, nó mới nói là cháu đi về hết tiền rồi. Để cháu về nhà cháu lấy tiền, rồi cháu vợ cháu về cháu lấy tiền, 2:30 cháu ra cháu trả chú. Hỏi nhà mày ở đâu, nó nói là trong xóm chú đây, ngay kế rẫy Nhật Lùng với rẫy Nhàn Châu. Thì nó nói trúng tên thì chú thấy là chắc là người quen, nhưng mình không nhớ mặt, không nhớ thôi. Nó còn đi, nó còn nói, nó nói có 1,5 triệu à, còn người ai làm thế. Chú không có sợ đâu. Nhưng mà qua mấy 2 ngày sau là điện thoại được tiền khắp thì không ai biết nữa. Mình cũng mong muốn để công an điều tra ra được đối tượng đó, để cho đối tượng đó khỏi là làm cho những người khác nữa, và đừng lừa cho những người dân xung quanh. Cũng mong muốn là các đại lý cũng nên cảnh giác hơn nữa. Mình đã bị vướng rồi thì mình mong các đại lý phải cảnh giác. Sự việc đã được các đại lý phân bón trình báo cho công an địa phương. Sau khi trích xuất camera, các lực lượng thuộc công an các xã, công an huyện Đồng Phú đã tổ chức phối hợp mật phục để truy bắt siêu lừa.